ไปVà tụi con quyết định chọn tác phẩm đẹp nhất, đó chính là chiếc bình mẫu không đẹp, chiếc bình bung bung. Bây giờ thì chắc là mẹ phải đưa cái tay để cho nó lớn dần lên. Là mẹ sẽ để tay sang đây. Dạ đúng. Sau đó mẹ sẽ vuốt nó lên. Nếu mẹ phải làm cái lúa, vuốt nó ra. Con biết là gia đình mình rất là nghèo khổ. Mẹ nói là mẹ dắt con đi quật. Thọ dài quá, diễn dở mà thọ dài là bên đó đó. Chú ba ơi, chú ba ơi, gì vậy anh Sáu? Chú ba có thể cho tôi mượn vài trăm ngàn để tôi di chuyển nhà tôi qua chỗ khác được không? Được rồi, tôi có quy hoạch khu này. Đúng rồi, chứ ở bên đây nó lây cái bệnh vô duyên quá, nó lây cái bệnh vô duyên quá. Đi rồi chú ơi, qua bên đây thôi. Thời gian 10 phút bắt đầu. Một tay xoay đi. Rồi anh xoay em. Khó lắm á, tại vì một tay mình không có đè được á. Đó thì nhưng thôi chị nghĩ là chị cứ khoan một cái lỗ sâu đi đã. Ủa thôi, tôi xin lỗi. DJ hết 2 phút đổi lượt ạ. Bích Phương phạm luật. Dạ ôi trời ơi, anh Lâm, không phải chú, không phải chú, tụi con chỉ làm kiếm cơm thôi. Lại không biết gì đâu. Ủa, em không bị vậy hả? Tiếp tục. Dạ, đây là bình hoa của đội cháu ạ. Lúc đầu cháu định làm bình hoa có cái cổ thắt vào để lúc mà chú bảo làm động tác ôm eo, nhưng mà cháu ôm mãi nó vẫn bị xòe ra. Nên cháu quyết định là làm bình hoa. Dựa trên cảm hứng của bát ăn cơm. Hôm mà cháu đi làm lúa, đi đập lúa cùng với anh Giang, thì anh Giang còn nói là phải biết trân trọng hạt gạo, vì là người nông dân làm ra hạt gạo rất là vất vả. Mệt cho em chứ, trời nắng như vậy mà đi làm nông mà không mệt thì gì mệt. Đó, đi ra tiệm ăn dĩa cơm, ba má ăn nấu một chén cơm, chê ngon chê dở. Bây giờ đi gặt lúa đi. Nửa tháng hồ được có mấy ký thóc. Cho nên là cháu cũng muốn làm một đằng nào cháu cũng chót làm ra cái bát. Dạ. Rồi cho nên cháu sẽ làm bình hoa hình bát cơm để mình liên tưởng đến cả những hạt gạo mình của người nông dân Việt Nam. Mình ca ngợi truyền thống làm nông của người Việt Nam ạ. Truyền thống làm nông của người Việt Nam ạ. Dạ. Mà diễn ra làm cái bát rồi, nhưng mà như thế này mình sáng tạo thêm tí thì có thể mình làm cái bát cắm hoa. Bát cắm hoa. Bát cắm hoa. Dạ. Cái hoa nhỏ nhỏ như hoa bb. Vâng ạ. Dạ. Cảm ơn chú ạ. Dù thời gian không cho phép, tụi con cũng làm đại làm đật, thì cuối cùng cũng ra tác phẩm ngày hôm nay. Đó chính là chú gà. Đó chính là chú gà. Anh đang lấy xong rồi mình lấy. Đâu ra vậy? Ủa thế gì vậy? Giả tạo làm ra con gà luôn rồi kìa. Phương. Anh còn có màu tô màu luôn. Trước khi thuyết trình, con xin trình bày ca khúc về con gà. Ô kìa đàn gà có lông vàng, 2, 3. Ô kìa đàn gà có lông vàng, đi theo mẹ tìm ăn trong vườn, cùng kìm mồi ăn ngon ngon. Đàn gà con đi lon ton. Là cái này là bằng gốm hả? Dạ, cái này làm từ không có thời gian, tụi con làm nhỏ thôi. À, còn mới nặng xong á hả? Mới nặng xong thầy. Thả xuống là không bể đâu. Không sao mà bể được. Còn cái này là cái gì ạ? Cái mặt của gà xịt keo luôn. Đứng tim chết lặng. Tại sao lại bớt đồ người ta như vậy? Thôi thực tế là nãy giờ là màn dạo đầu của bọn con thôi à? Dạ. Nhìn như cục xíu quách vậy. Không, thì trước khi mà làm cái tác phẩm gọi là hoàn thiện như vậy thì tụi con cũng ra rất là nhiều cái phiên bản, thưa thầy. Dạ, đầu tiên là cái phiên bản này tụi con làm là cũng biết được. Mà tụi con thấy nó cũng không có đẹp lắm. Mà con có ý nghĩa. Đúng, cũng không có ý nghĩa gì lắm. Cho nên tụi con cũng bỏ cái này nha thầy nha. Dạ. Và sau khi mà suy nghĩ đắn đo, bỏ rất là nhiều tác phẩm, và tụi con quyết định chọn tác phẩm đẹp nhất, đó chính là chiếc bình mẫu không đẹp. Chiếc bình bung bung. Bình bung ở đây không phải là bùng binh đâu thầy. Thầy đừng nghĩ là cái bùng binh. Bình bung có nghĩa là nó sắp bung ra. Tại vì đây là chiếc bình có bầu. Thưa thầy, đây là chiếc bình mẫu tử.
Vâng, wow. Trần cho xin nhờ bạn của con trình bày một ca khúc về tình mẫu tử em. Dắt con đi qua bao giấc mơ là mẹ yêu tiếc. Ủa? Có ai tiếng nữa? Ủa? À, cái gì cũng được, cái gì cũng được. À, tiếng con đi gọi tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa. Ôi mẹ, mẹ yêu. Dạ thưa thầy, các nhạc sĩ cũng như là nhà thơ, nhà văn đã lấy hình tượng người mẹ và đứa con làm nên các tác phẩm. Và ngày hôm nay cũng vậy. Đây, thầy có thể nhìn kỹ cái cục u u ra như vậy. Mọi người tưởng là cái cục thí quách. Nhưng mà không. Đây là xương của mẹ. Không phải xương thầy. Đây là mẹ, người mẹ đang có bầu. Ban đầu con làm rất là đẹp như thế này, nhưng mà nghĩ là người mẹ có bầu là không bao giờ nghĩ tới bản thân của mình, mà lúc nào cũng chăm lo cho đứa con, cho nên cái thân hình nó hơi ọt ẹt, nó hơi méo xẹo đó, để mà chăm lo cho đàn con. Đây gọi là những cái hy sinh của thế hệ này cho thế hệ khác. Người mẹ có thể bỏ thân mình, nhưng bỏ thân mình, người mẹ có thể không quan trọng, hy sinh thân mình để mà có thể cho đứa con mình được trọn vẹn. Và cái bình này, đây, thầy thấy đây là chiếc miệng nó bị bể. Đây, thể hiện cái sự bể chum. Đúng, cái sự sinh nở, cái sự bể chum. Là, cái là gì? Bể chum có nghĩa là mẹ tròn con vượt. Đúng rồi, vượt cạn. Vượt cạn thành công. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Đây thầy. Sinh nở là cửa sinh là cửa tử, cho nên người mẹ quyết định là dùng hết sức lực của mình để có thể cho đứa con trọn vẹn. Thưa thầy, rồi chúng em xin phép đi nghỉ một chút rồi em mệt. Dạ, mà đó chính là ý nghĩa cái gì mà hai thế hệ đó, cái gì truyền đạt đó. Là thực tế là nãy giờ anh Lâm nói xong rồi bây giờ con sẽ nói ạ. Ủa? Nãy giờ anh Lâm nói xong rồi bây giờ con sẽ nói ạ. Ủa? 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 Là hai câu chuyện hả? Chung đội. Ủa? Có thật sự là chung đội không? Ủa là em đá bỏ như lập luận của anh bây giờ. Thực tế là... Em nói đi anh cầm cho. Thực tế con không phải là nói một cái khái niệm khác, mà con sẽ nói thêm cái ý của anh Lâm. Thì thực tế là sự giao thoa giữa hai thế hệ, thì đây là cái ý tưởng của bọn con, rằng là người mẹ bồng con hoặc là người mẹ đang mang bầu các em nhỏ, thì là thể hiện rất là rõ hai thế hệ đó chính là mẹ và con ở hai đời khác nhau. Nhưng mà dù có như thế nào thì mẹ vẫn luôn hy sinh cho các con của mình, và cũng như rằng là để cho con có sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Thì đây là một hình tượng vô cùng là đẹp. Là đẹp. Thực tế là bọn con rất là muốn để nặn ra một cái hình để nó nhìn nó sẽ thẩm mỹ hơn, nhưng mà không thể, thời gian không cho phép, và cũng như là với khả năng của bọn con thì sức tài hèn mọn, nên là cũng chỉ làm được Dạ, và phần trình bày của tụi con xin hết ạ. Wow. Yeah.